Xin chào mừng các anh chị quay lại với kênh Thái Sơn Wealth Manager nha. Thì như trong cái video ngày hôm qua Sơn có chia sẻ về cái thị trường, chúng ta thấy là giai đoạn này nếu mà thị trường chúng ta tiếp tục kéo mạnh ấy, thì chúng ta thiên về cái việc chúng ta canh chốt lãi hơn. Ngày hôm nay chúng ta thấy là thị trường khi mà hưng phấn lên với sự đóng góp của những cái cổ phiếu ngân hàng bắt đầu tăng mạnh, thì chúng ta thấy là thị trường nó sẽ bị bán. Và ngày hôm nay thì cũng một phần bởi ảnh hưởng bởi chứng khoán thế giới đó anh chị. Chỉ số chứng khoán Hồng Kông, châu Á thì giảm khá là mạnh, có lúc giảm cỡ 1.000 điểm. Còn Dow Jones thì cũng, chỉ số Dow Jones tương lai thì cũng giảm cũng hơn 500 điểm. Đây là cũng tác động một phần. Tuy nhiên thì chúng ta thấy là đoạn vừa qua thì thị trường nó tăng và đa phần các dòng vốn hóa vừa, cổ phiếu vốn hóa mid cap ấy, và small cap thì nó cũng đã tăng khá là nhiều. Đó, và bắt đầu blue chip, và chúng ta thấy mỗi khi mà thị trường cái dòng ngân hàng nó kéo đấy, thì bắt đầu là thị trường nó lại tạo nên cái sự hưng phấn, và hưng phấn thì lúc đó thì tay to họ dễ xả hàng, dễ chốt lãi. Khối lượng ngày hôm nay cũng khá là lớn. Đó. Thì hiện tại thì nó cũng chưa, về cái đóng cửa như thế này thì cũng chưa thể khẳng định là thị trường nó gãy ngay. Và cái vùng hỗ trợ chúng ta vẫn là vùng 1330, 1340. Đấy, nếu mà thủng cái vùng đó thì sẽ nghĩ là thị trường nó mới gãy. Nó giảm mạnh luôn thì chúng ta quý vị thấy ngắn hạn là chú ý cái vùng hỗ trợ đó nha, 1330, 1340. Còn hiện tại là cho thấy ngày hôm nay là chúng ta thấy là cho những thấy là rủi ro. Đó, vì nhóm ngân hàng bắt đầu tăng. Nó sẽ đang khá là giống cái giai đoạn là tầm cái ngày 16 tháng 8 là chúng ta thấy lúc đó là nhóm ngân hàng nha. View lại cho anh chị, lúc đó là nhóm ngân hàng nó cũng có một cái phiên nó bật rất là mạnh. Techcombank 3,4%, MBB 4,7%. Tuy nhiên là chúng ta thấy hàng T3 về của những cổ phiếu này nó không có lợi nhuận. Đó, thậm chí Techcombank T3 về là mua cao là lỗ luôn. MBB thì mua cao thì chỉ hòa vốn thôi. Và sau đó là các cổ phiếu ngân hàng gãy trở lại. Thị trường lúc đó là nó giảm mạnh luôn. Đó, về hiện tại là chúng ta thấy là ngày hôm nay bắt đầu những cái tín hiệu. Thì TPBank thì nó đã tăng khá là tốt trong cái tuần trước rồi, một mình nó đơn lẻ thôi. Ngày hôm nay chúng ta là dòng ngân hàng có VIP tăng trần. Rồi chúng ta còn lại thì chúng ta thấy là nó cũng mức độ tăng nó cũng không có quá lớn. Đấy, những cái cổ phiếu mà tăng tốt nhất thì nó cũng là những cổ phiếu nhỏ thôi. BVB, ngân hàng nhỏ, VVB, NAB cũng không có gì đáng chú ý. Thì chúng ta tập trung vào cổ phiếu lớn. Thì chúng ta thấy là Vietcombank ngày hôm nay là cũng chép chỉ số, có đóng góp Vietcombank vào, cũng như là Techcombank cũng có thời điểm tăng giá khá là tốt, mở gap up tăng từ đầu phiên. Đó, và trong phiên cũng có thời điểm tăng khá là tốt, tuy nhiên là cuối phiên là bị bán ngược trở lại. STB, MBB nhìn chung là tùy mức độ mạnh yếu thôi, nhưng mà chúng ta thấy là đều có sự phục hồi. Thì cái sự phục hồi của dòng ngân hàng chúng ta cũng không có ngoài cái dự đoán, chúng ta dự đoán trước rồi, nhưng mà lựa chọn sẽ có nói anh chị là sẽ không chọn, sẽ mua, tại vì cái dư địa nó sẽ đánh giá không có cao. Tuy nhiên chúng ta nhìn vào cái vận động của dòng ngân hàng thì chúng ta thấy là khi dòng ngân hàng kéo ngày hôm nay thì những cái nhóm cổ phiếu khác nó bị chốt lời rất là mạnh. Có như Hòa Phát hôm nay vừa break lại cái vùng 52 là bị bán, đúng không? Rồi HSG dòng thép, Hòa Phát HSG dòng thép, NKG khối lượng bán tương đối lớn, rất là lớn nha. Đấy, HSG khối lượng bán cũng rất là lớn. HPG là khối lượng ngày hôm nay là như vậy là tạo cái sự hưng phấn lên, nhưng mà khối lượng bán ra nó lại cao. Dòng thép, dòng chứng khoán VCI là cái cổ phiếu mạnh. Hôm trước là cổ phiếu mà bật tăng mạnh nhất, nhưng mà cuối phiên bị ATC quỹ review nên là bị bán xuống giá thấp. Ngày hôm nay là nỗ lực phục hồi trở lại, nhưng mà chúng thấy là vẫn chưa qua được cái vùng đỉnh 65. Đó, VND cũng tương tự như vậy, hôm nay nỗ lực vượt cái vùng mà 55 cũng không thành công. SSI thì nó yếu hơn rồi. SSI nỗ lực, tức là chúng ta SSI nỗ lực lấy lại cái gap ở vùng 43.5 này. Ngày hôm nay lên là cũng lấp gap nhưng mà cũng bị bán ngược. Đó, dòng chứng khoán SHS. SHS thì gãy nền nỗ lực phục hồi trở lại nhưng mà cũng bị bán. HCM, HCM thì đã xấu từ trước và phục hồi trở lại, thì cái nền cũ ở đây là tầm 54-55 thì hôm nay cũng chưa thành công, phục hồi chưa thành công về hỗ trợ bật lên lại, nên là đang là một cái tính ra một cái nhịp hồi. Cái này cổ phiếu này nó hay đỉnh nên là cổ phiếu này nó là yếu hơn những cổ phiếu còn đánh giá kém hơn những cổ phiếu kia, kém hơn so với là VCI hay là VND. Như vậy dòng chứng khoán là chúng ta thấy là cũng chưa có một cái sự bùng nổ gọi là vượt đỉnh. Duy nhất cổ phiếu FTS là trong cái nhóm mà nó vốn hóa nó cũng vừa đó thì nó vượt được đỉnh này. Còn lại là chúng ta thấy là nhóm vốn hóa vừa và nhóm hóa lớn là không có vượt đỉnh được. Chúng ta lưu ý dòng chứng khoán. Dòng thép thì là vượt đỉnh nhưng mà bị chốt lời ngay, không có tăng tốc mà chạy xa tiếp được. Rồi dòng chứng khoán thì bị không có vượt đỉnh được nhiều. Những cổ phiếu như là chỉ có cổ phiếu nhỏ thôi, APS này ngày nay vẫn tiếp tục tăng khá là tốt. Thì đây là cái câu chuyện riêng, và đây là cổ phiếu là nó thuộc cái dạng là vốn hóa nhỏ trong dòng chứng khoán nha. Những cổ phiếu vốn hóa nhỏ thì nó lại đang tăng tốt hơn cổ phiếu vốn hóa to, hoặc là hôm nay có HBS. Những cái này thì cũng không đại diện cho cái ngành chứng khoán được, là phải phân tích từ những cái cổ phiếu to nhất của dòng chứng khoán tôi thấy. Và chúng ta thấy là có một đặc điểm là rất nhiều cổ phiếu là chúng ta thấy breakout lên vượt đỉnh nhưng mà hầu như là bị bán trở lại, không có tăng tốc được. Ví dụ là chúng ta có cổ phiếu, nhiều cổ phiếu chúng ta hôm trước là đóng cửa vượt đỉnh nha, nhưng mà bị bán ngược trở lại ngay. Đó là những cái cổ phiếu nhóm mid cap. Ví dụ như là chúng ta có là KSB đấy, cũng tăng rất là tốt. Những phiên vừa rồi, phiên ngày hôm nay là cũng giảm rất là mạnh, nên là Sơn nói những cổ phiếu này chúng ta mua rất là rủi ro trong cái vùng này, tại vì nó không có cái nền tích lũy. Thậm chí một cái cổ phiếu nền tích lũy mà Sơn có tham gia, khả năng ngày mai là Sơn phải canh giá tốt để mà Sơn thoát thôi, đó là TNG. TNG là có một cái nền tích lũy ở đây nên là Sơn tham gia ở phiên này đó, nhưng mà cũng bị rủ và đang thấy khá là rủi ro, tại vì TNG nó đã có một cái đỉnh 1 ở đây rồi. Nếu một cái đỉnh 2 này đó, trường hợp mà nó phục hồi trở lại ngay đó, sau đó tích lũy nó vượt thì không vấn đề gì đấy, nhưng mà nếu mà cộng hưởng thêm cái việc mà ví dụ thị trường nó xấu thì cổ phiếu này nó tạo thành hai đỉnh và nó thủng luôn cái trend line này. Tức là vùng hỗ trợ của TNG bây giờ thì Sơn thấy là nó tầm khoảng vùng giá là 30, thấy 30.5. Nếu nó thủng ngược lại cái vùng 30 này thì là khả năng là cổ phiếu này nó còn rơi sâu. Đó. Cổ phiếu này điểm mua này là bị Sơn đang bị lỗ luôn. Chúng ta thấy là tham gia ở đoạn này mà chúng ta thấy là mua breakout, mà kể cả là cổ phiếu này Sơn đánh giá tại vì nó có cái sự tích lũy nào mà breakout nó còn không ăn được nữa. Đó. Hoặc là những cổ phiếu thép như vừa rồi, đúng không? Mua breakout phiên này xong là nay là ai mua cao là lỗ, mua thấp thì may ra đang hòa thôi. Nó rất khó đánh cái đoạn này mà nếu mà chúng ta mua break, mua giá cao. Nên là chúng ta, anh chị Sơn có nói anh chị là trong cái video ngày hôm qua đó, là nên là chúng ta chủ yếu là canh về chốt lãi hơn là cái việc chúng ta tham gia chúng ta mua mới. Nó rủi ro chỗ này. Vì nhiều cổ phiếu chúng ta thấy nó cứ tăng mạnh xong nhưng mà sau đó nó lại đảo chiều rất là nhanh. Đó, nó không ổn định, nó gọi chung là không có được ổn định để mà chúng ta tham gia. VLC đó, đầu tư công vượt đỉnh này, vượt đỉnh xong bây giờ lại rủ lại. Vol ngày hôm nay bán cũng lớn, rất nhiều con midcap luôn này, chúng ta thấy là nó bật tăng như thế này không có tích lũy này. Nên là chúng ta cho dù chúng ta mua cái điểm breakout vượt đỉnh này cũng rất rủi ro. Và ngày mai hàng về là đang lỗ T3 rồi. Cái đoạn này là chúng ta thấy là breakout là khả năng chỉ có những cái nhóm penny thôi. Nhóm penny là Sơn đánh giá là chúng ta mua breakout thì may ra. Vì nó nhiều cổ phiếu thì nó gọi là nó chưa có hề tăng gì đó, tích lũy lâu thì bắt đầu giờ nó mới vào sóng thôi. Thì nó có cơ hội mà chúng ta mua giá cao để mà sau đó cổ phiếu nó chạy lên chúng ta bán cao. Còn hiện tại chúng ta thấy nó khó. Kể những nhóm mid cap, đoạn vừa rồi đoạn mid cap, những cái đoạn như thế vận động như thế này chúng ta không mua được này. VCC đó cũng vượt đỉnh đúng không? Đấy, cũng vượt đỉnh, nhưng mà chúng ta mua vượt đỉnh thì hiện tại cũng không có lãi luôn. Đó, mà chưa biết là phiên ngày mai nó như thế nào. Phiên ngày hôm nay là khối lượng nó bán cũng cao. VCC, HT1 đó, HT1 cũng mua vượt đỉnh này, khối lượng bán cũng lớn. Để rủ lại về đúng cái vùng đỉnh ở đây luôn, thì sẽ quan sát tiếp theo. Nhìn chung mà nếu mà cổ phiếu này nó thủng lại ngược lại cái vùng tầm khoảng 22 đó, thì là đây một cái nhịp break để mà gọi là nhà tạo lập họ kéo lên để xả tiếp thôi. Đối với những cổ phiếu này chúng ta mua phải chờ cái quá trình ổn định tích lũy lại thì chúng ta mới mua. Nhưng mà yếu tố thị trường hiện tại là chúng ta nói là lên cái vùng mà kháng cự tầm khoảng mà cứ tầm khoảng 1350 1360 đổ lên đó, là thị trường nó kháng cự mạnh, nên là chủ yếu chúng ta canh chốt là như vậy. Rồi nhóm mà nó yếu, như ví dụ là nó DG thì nó đỉnh của nó ở nhịp trước, nhịp rồi hồi lên mà nó phục hồi lên, mà đây nó chỉ test lại đúng cái phần cái đỉnh bên này thôi, thất bại nữa rồi. Thì những cổ phiếu này là chúng ta phải ưu tiên chúng ta thoát nè, có tin xấu nè. DG nha, thủng cái trendline này là có thể là nó sẽ về lại vùng là 28 của 29 nha, thủng trendline là có thể về lại vùng MA50 này, nó sẽ nó rủ về đây. Đấy, về MA50 sau đó nó mới hồi, có hồi thì nó mới hồi. Đó thì chúng ta tránh những cái dạng cổ phiếu mà nó yếu. Nó yếu thì đây là đoạn này một hồi lên, ví dụ chúng ta kẹp chúng ta bán ở đây này. Chứ còn chúng ta mà mua ở đoạn này là chúng ta thấy là nó bất lợi ngay. Và khả năng là nó lại không có tăng ngược lại nha. Cổ phiếu này nó khả năng nó lại, tôi nghĩ nó còn giảm tiếp, chứ nó không tăng ngược lại để mà chúng ta thoát ra. Còn những ví dụ những cổ phiếu mà vượt đỉnh, những cổ phiếu như là kiểu như là KSB, kiểu vượt đỉnh như thế này thì sẽ nghĩ là có thể là nó vẫn có thể nó phục hồi lại, phục hồi nó dùng dần vùng này để mà tất nhiên là chúng ta sẽ canh cái giá chúng ta bán. Đó. Vì nó là cái yếu tố mà nó vẫn là khỏe, là CG này chẳng hạn. Đó, nay T3 về phiên này là kéo tăng mạnh trần cứng, nay T3 về cũng không có lãi mấy đúng không? Mà kéo lên mà chưa vượt đỉnh được luôn. Thế thì nhìn chung thì đây cũng là những cái dạng mà nó khỏe, là tôi nghĩ là nó khả năng nó cũng chưa có thể là nó giảm ngay, nhưng mà chúng ta lưu ý là vùng này nó cũng rủi ro đối với những cổ phiếu này rồi, vì nó là thứ nhất là nó tăng nhiều, và thứ hai đoạn vừa rồi nó thiếu cái sự tích lũy chặt để mà nó đi dài, nên là nó chỉ phục hồi lên lại tăng được một hai tầm khoảng 7 đến 10% thì nó bắt đầu nó lại rủ, mà cái đoạn này mà chúng ta có thể là tranh thủ luôn, nó còn khỏe mà chúng ta bán được giá tốt, chứ còn để mà đến khi mà nó thị trường nó xấu thì có thể những cổ phiếu này nó lúc đó nó mới giảm sâu. Đoạn này khỏe thì chúng ta sẽ canh giá tốt, ví dụ là nếu mà phục hồi lại mà nó cái vùng bây giờ kháng cự của nó là vùng 23.7 này. Đó, nếu nó phục hồi lại mà nó lên cái vùng này mà nó yếu mà nó không có break, không có tăng vượt được thì chúng ta cũng sẽ canh, nên canh bán ở đây cho nó an toàn. Kiểu vậy. Chứ còn vi phạm thì nó vẫn chưa vi phạm. Là ví dụ như là HT1 thì nó cũng chưa thủng cái đường MA10, cái đường màu đỏ. Và cái hỗ trợ gần nhất thì nó có thể là tầm vùng 22, 22, 2.5. Cho thấy là cái mức độ mà chúng ta mua breakout, mua đổi giá vùng này đó, mua vượt đỉnh thì nó đang rất là khoai, đúng không? Không đánh được. Đấy, hoặc là PC1 này, đúng không? Đấy vượt đỉnh này, nhưng mà chúng ta thấy là đây là không có một cái quá trình nó tích lũy chặt, đó, nó cứ kiểu nó rủ xuống rồi nó tăng lên rồi nó lại rủ, nó lại kéo. Đó. Thì chúng ta cứ đuổi những phiên này là xong, cứ hàng về T3 là lại bị lỗ, hàng về T3 là lỗ. Thì đối với những cổ phiếu này thì chúng có để mà ai có thì nắm giữ, và chúng ta cứ canh giá tốt để mà chúng ta bán dần, và đến khi nào nó gãy hạn. Để ví dụ như PC1 thì chúng ta nó đi theo cái hỗ trợ này thì bao giờ nó gãy hẳn cái vùng tầm khoảng 35.5 này, đúng không? À, hoặc là nếu mà chúng ta lợi nhuận chúng ta cao, giá vốn chúng ta rất là thấp thì chúng ta chờ gãy hẳn cái vùng 34.5 thì chúng ta bán cũng được. tức là nó thủng là cái đáy gần nhất thì chúng ta bán, còn không thì an toàn. Tại vì nếu mà chúng ta giá vốn chúng ta không có tốt, giá vốn là cao thì chúng ta phải xử lý để mà chúng ta bảo vệ cái tài khoản để tranh thủ nó còn có lãi. Hôm trước có một cái cổ phiếu mà Sơn mua này. Sơn mua tại vì Sơn mua ngay đáy cái nến này luôn, Sơn mua từ giá thấp là từ đầu cái nến, thì bây giờ là nó gọi là nó vẫn còn là lãi được 1%, chứ còn không thì mua mà mua cao là T3 về được, nó lại bị rủ. Ở đây vượt đỉnh này, và sau trước đó nó cũng có 3-4 phiên nó cũng tích lũy khá là tốt đây. Nên chúng ta thấy là mua breakout, mua đuổi giá đoạn này rất rủi ro nha, nên là chúng ta sẽ không đánh cái cách tới được. Nếu mà ngày mai thị trường kéo lại đi nữa, cổ phiếu nó có tăng mạnh đi nữa thì chúng ta cũng lưu ý là cái vấn đề này. Vấn đề là chúng ta phải nhìn vào một cái giai đoạn hiện tại luôn, đó là cái cách đánh nào nó phù hợp. Đoạn này là chúng ta mua tích lũy, và hầu như thì cái việc mua mới thì Sơn nghĩ nó cũng không có nên gì đâu. Tại vì cá nhân Sơn hiện giống như cái video Sơn qua chia sẻ đó, cổ phiếu là chỉ canh về rồi nắm giữ, và chúng ta canh những vùng giá tốt để chúng ta chốt lời thôi, chúng ta bảo toàn cái lợi nhuận thôi. Chứ còn từ cái vùng này trở đi thì cũng không có ham gọi là chúng ta kiếm lãi quá nhiều. Vì bắt đầu là chúng ta thấy là cái dòng ngân hàng vừa qua nó tích lũy và bắt đầu nó tăng, và nó kéo cái sự hưng phấn của thị trường lên. Nhưng mà ngân hàng tăng mà nó lại các dòng khác mà lại bị bán chốt lời thì chúng ta thấy là nó không có khả quan, không tích cực được đó. Và nếu mà các cổ phiếu ngân hàng ngày hôm nay nó cũng thu hút cái dòng tiền khá vào. Đấy, chúng ta thấy là có khối lượng nó gia tăng ở nhóm các cổ phiếu ngân hàng, đều có khối lượng gia tăng ngày hôm nay. VN30 cũng có khối lượng gia tăng ngày hôm nay đó. Tại vì VN30 thì chúng ta thấy là nhóm ngân hàng nó chiếm cái lượng cổ phiếu tương đối lớn trong VN30 khối lượng ngày hôm nay. Nó gần tương đương với cái phiên ETF hôm trước mà, phiên cơ cấu mà, chứng tỏ là có sự gia tăng. Khối lượng của VN index hôm nay là nó cũng tương đương với phiên ETF và thứ sáu vừa rồi. Tại vì hôm trước là do có tác động của quỹ cơ cấu, nên là ngày hôm nay nếu mà cái giá trị giao dịch nó tương đương phiên hôm trước cũng chứng tỏ là có cái khối lượng gia tăng. Nhưng mà chúng ta hãy nhìn thấy là khối lượng gia tăng và cái dòng tiền nó chạy vào nó mua cái dòng ngân hàng VN30 đó, nhưng mà nó bán ra, nó chốt lời những cổ phiếu mid cap khá là nhiều. Ngân hàng ngày hôm nay nó vẫn giữ sắc xanh đó, nhưng mà Duy Sơn nói là cũng cẩn trọng. Tại vì đó là cái nhịp gần nhất chúng ta thấy là ngân hàng bật lên và tạo hưng phấn đó. Và sau đó thị trường đúng khoảng T3 ngân hàng là đấy, T3 cái dòng ngân hàng về thì vẫn là chưa xấu lắm, nhưng mà T4 là bị bán luôn, T4 là gãy luôn. Thì chúng ta cũng xem xét cái nhịp này, là ví dụ ngày hôm nay chúng ta xác định là T1 này về thì là tức là ngày thứ 5 cổ phiếu dòng ngân hàng sẽ về. Chúng ta xem dòng ngân hàng lúc đó nó như thế nào, chúng ta mới đánh giá được. Nếu lúc đó mà dòng ngân hàng nó gọi là nó tăng và nó sau đó nó về lại đúng cái vùng giá mà nó trước đó nó tăng thì chúng ta thấy là rất rủi ro. Tại vì dòng ngân hàng mà khi đó chúng ta thấy là gọi một cái nhịp mà nó một cái nhịp nó bull trap nữa thì sau đó nó lại giảm mạnh. Đó, thì khi dòng ngân hàng giảm mạnh thì chúng ta thấy là cái áp lực trên thị trường nó còn lớn hơn nữa. Còn hiện tại thì thị trường ngày hôm nay thì về cái điểm số nó giảm nhẹ, nhưng mà chúng ta thấy là chủ yếu là cái nhóm mid cap là nó giảm chủ yếu, nhóm cổ phiếu mid cap đã tăng nhiều, chứ còn là hoặc là những cái dòng như là thép đó, dòng thép, dòng chứng khoán bị áp lực. Chứ còn dòng ngân hàng thì ngày hôm nay dòng tiền mới vào phiên đầu chứ cũng chưa phải là nó xấu lắm. Cái dòng tiền chúng ta thấy là hôm nay thì cứ giảm mấy điểm thôi, vì nó có cân lại bên chỗ VN30 do cái nhóm ngân hàng nha. Và chúng ta thấy là một cái nhóm là tạo nên cái sự rủi ro của thị trường. Đấy, cái mà thường nó báo gọi là cái dấu hiệu báo sự rủi ro đó là nhóm penny. Ngày hôm nay trên thị trường chúng ta thấy là khá nhiều mid cap bị cơ bản bị bán chốt lời, nhưng mà cái nhóm penny vẫn khá nhiều mã tăng nóng. Điển hình những cổ phiếu như là HNG nay vẫn trần. Đấy, HNG thì kém hơn, có HNG trần thôi. Rồi chúng ta còn có kiểu như cổ phiếu như DRH thì dòng bất động sản, nhưng mà cái cổ phiếu này nó mang tính đầu cơ, đó nó đại diện cho những cái nhóm cổ phiếu penny đầu cơ. PE của nó rất là cao này. Rồi chúng ta còn có những cũng dạng cổ phiếu đầu cơ khác, QBS, rất là nhiều cổ phiếu. Nay penny là vẫn tăng, EVG, VRC, kiểu những cổ phiếu này là những cổ phiếu đầu cơ nha, đầu cơ và vốn hóa nhỏ đó. SGF, hoặc là những cái cổ phiếu của nhóm Lui đó, chúng ta còn có TGG này, APG đó, nhóm Lui vừa rồi thì gãy mạnh xong rồi phiên nay lại phục hồi. VI, kiểu cổ phiếu như vậy. DDV đó, thì lại tăng trật, nên là nó cái sự rủi ro anh chị đó. Chúng ta thấy là hàng cơ bản bị bán mà dòng nhóm penny vẫn tăng. Thì thường nhóm penny là chúng ta thấy là nó hay có gọi là nhóm cuối sóng của thị trường, nhóm cuối sóng. Sau khi nhóm penny tăng nóng thì thị trường nó thường nó vào bước vào những cái có những cái sự điều chỉnh, có những cái nhịp giảm nó rất là mạnh. Chúng ta cũng cẩn thận giai đoạn này. Đấy thì đoạn này thì Sơn cũng như Sơn chia sẻ thì cái việc mua mới chúng ta cũng hạn chế thôi. Một số ví dụ dòng công nghiệp ngày hôm nay thì GBR thì nó yếu rồi, nó khả năng là nó thủng luôn cả đáy cũ thì nó xấu rồi, thì cổ phiếu này chúng ta không đánh được nữa. Còn có KBC thì cũng có hầu như cả phiên thì nó giao dịch nó cũng ổn, chỉ có vì ATC nó bị bán rồi, chủ yếu về ATC. Đấy, nếu mà chứ còn không thì nó ngày hôm nay nó vẫn đóng cửa tầm vùng quanh 42 thì nó cũng không vấn đề gì, chủ yếu bán về ATC, khối lượng thì nó cũng không có vượt quá lớn. Và ngày mai thì chúng ta thấy là cái vùng thứ nhất là nó có hỗ trợ MA50, ngay cái MA20 cái vùng 40.5 này vẫn là cái hỗ trợ tốt của nó. Và thứ hai là cái vùng mốc 40, vùng mốc 40 thì chúng ta thấy là nó cũng tầm quanh cái đáy cũ, thì khả năng thì nếu giữ được thì tôi nghĩ nó cũng sẽ phục hồi trở lại nền thôi, cũng chưa đáng ngại lắm. Cổ phiếu này ngày hôm nay nếu mà nó cứ duy trì và thị trường nó không có bị đảo chiều, nó duy trì trên này thì khả năng ngày mai nó rất là mạnh, duy trì trên cái vùng 42. Sơn có nói chuyện ngày hôm qua. Hầu như thì chúng ta không có ưu tiên mua mới nha, không ưu tiên mua mới giai đoạn này, vì cái sự rủi ro như vậy. Chúng ta nắm giữ danh mục cổ phiếu nào nó đạt kỳ vọng chúng ta chốt, hoặc là chúng ta nâng cái chặn lãi, nâng stop loss lên, nó vi phạm stop loss thì chúng ta bán. Và thị trường thì cũng chưa cần phải là chúng ta thoát ao hết toàn bộ, tại vì Sơn đánh giá là cái vùng 1330, 1340 hiện tại nó vẫn đang là cái hỗ trợ, nó chưa bị thủng lại cái vùng này thì chúng ta cũng chưa cần phải thoát hết nha. Nhưng mà cái tỷ trọng của chúng ta cũng là lưu ý đó. Thị trường nó có tín hiệu như thế này thì cho thấy là những cái sự rủi ro có khả năng là ngày mai lại phục hồi trở lại, và sau đó là có thể là kéo duy trì đến cuối tuần. Nhưng mà chúng ta thấy là cẩn trọng trong cái việc mà chúng ta mua mới, mua đuổi đó. Mua cổ phiếu dạng này là chúng ta mua khi nó tích lũy đó, mua khi nó đã có những cái sự điều chỉnh nó tương đối rồi, chứ còn chúng ta mua mà nó mua đuổi giá cao là rất là nguy hiểm ở đoạn này, đúng không? Nếu mà anh chị muốn mua mới đoạn này thì có thể chú ý là cổ phiếu SBT thì sẽ nghĩ cũng ok. SBT tại vì dòng chúng ta nhìn chung cái tổng quan cái dòng đường đó, những cổ phiếu dòng đường thì đa phần vượt đỉnh hết. VNS thì đã vượt đỉnh rồi, VNS vượt đỉnh này, điều chỉnh. Còn SLS này vượt đỉnh rồi, LSS để ngày hôm nay cũng có vượt đỉnh, cuối phiên thì bị bán trở lại. Thì SBT thì duy nhất cái cổ phiếu này thôi là nó chưa vượt được, và nó lại về cái vùng hỗ trợ ở đây nha, quanh cái vùng hỗ trợ tầm giá 20, quanh 21.5, 21.5 này tôi nghĩ là đang cái vùng hỗ trợ khá là ổn của cổ phiếu này. Mua mới thì ta thấy nếu mà view về cái dòng đường thì các cổ phiếu kia đang rất là ổn, thì cổ phiếu này thì khả năng sau đó nó cũng sẽ theo cái xu hướng thôi. Thì mua mới thì cái vùng này chúng ta mua quanh cái vùng này, và short lot ở cái đáy gần nhất thủng 20.8 short lot thì tôi nghĩ nó cũng không có rủi ro mấy. Anh chị thích thì có thể tham gia cái cổ phiếu này cũng được. Còn đa phần thì Sơn thấy cái cơ hội hiện tại nó có thể là mua chúng ta được T1, T2 chúng ta thấy có lãi, nhưng mà T3 về nó là bị bán rất là nhanh. Nó rất là khó nha. Cổ phiếu Hoa Sen này Sơn hôm trước nói Sơn cũng không có muốn đu, tại vì nhìn nó break thì đẹp đấy, nhưng mà chưa chắc hàng về chúng ta có lãi, và ngày hôm nay là nó cũng khá là rõ luôn, hàng về đúng T3 luôn. Mặc dù là chúng ta thấy là những phiên trước là dòng thép là đều nó có những thời điểm nó kéo lên rất là tốt. HT là H kéo lên, nay cũng bị bán, khối lượng cũng to. KG để mỗi tuần là KG, nhưng mình KG thì trừ khi chúng ta mua vùng 42 thì ngày hôm nay thì cũng có thời điểm lên vùng 45. Để nhìn chung thì chúng ta cũng được vừa đủ T3 thì nó cũng 6-7% thôi, còn mua cao quá thì hầu như cũng không có được lãi mấy. Nên là đoạn này break out và đu cao là nó cẩn thận là vậy. Ok, thì chúng ta xem thị trường phiên ngày mai trước nha. Trước mắt thì vẫn là cái vùng hỗ trợ 1330, 1340. Nếu mà thị trường nó vẫn chưa có bị gãy cái vùng đó thì tôi nghĩ là, tức là nó giai đoạn này là có thể là nó cứ gọi là nó có điều rủ mạnh, nhưng mà sau đó nó lại kéo lại rồi nó lại cứ lăn quanh đấy, hoặc là nó xanh rồi sau đó nó kéo lên từ từ lên, lại kháng cự nè, nó phải tiếp cận cái vùng này nữa. Vì dù sao thì dòng ngân hàng ngày hôm nay thì nó cũng gọi không có bị là nó đảo chiều luôn đó, mà nó chỉ là bị áp lực bán thôi. Nó vừa tăng thì nó bị áp lực bán do những ảnh hưởng của chứng khoán thế giới cũng như là các cổ phiếu khác thôi, tác động một phần thôi. Nhưng mà ví dụ có những cổ phiếu như là VIP ngày hôm nay cũng tăng trần, thì nó cũng gọi là nên tạo nên cái sự tích cực đó. Nhưng mà chúng ta lưu ý là thứ là như hôm qua, như trong có video ngày hôm qua Sơn có nói là thứ nhất là cái vùng từ đây đến cuối tháng sắp cái giai đoạn báo cáo tài chính cũng như là cái việc thu hồi margin của công ty chứng khoán, nên là cái giai đoạn này là thật cái việc ưu thế mà mới mua mới, giao dịch không có nên mua mới nhiều. Có cổ phiếu thì chúng ta sẽ nắm giữ, cổ phiếu này chưa vi phạm thì chúng ta sẽ không cần phải bán tại vì là thị trường chúng ta, trừ khi là thị trường nó gãy hẳn cái vùng hỗ trợ gần nhất, thì chúng ta thấy là đang cái vùng hỗ trợ 1330 1340 nó gãy hẳn thì chúng ta buộc phải thoát thôi, thoát toàn bộ thôi, tại vì cái vị thế chúng ta trading ngắn hạn mà. Còn ngày hôm nay mới một phiên như vậy thì đối với những cổ phiếu nó chưa vi phạm gì chúng ta cũng chưa cần phải là out hết đâu, ngày mai phục hồi thì sao, đúng không? Chỉ out những cổ phiếu nào mà nó đã vi phạm, nó xấu hẳn rồi thì buộc chúng ta phải bán thôi, hoặc là chúng ta chờ hồi, chờ những nhịp hồi mà chúng ta xử lý. Ok, các anh chị theo dõi video này nha. Chúc anh chị buổi tối vui vẻ. Hẹn gặp lại trong cái video tiếp theo ngày mai.